chuyên đề là tầm soát và theo dõi tiến triển bệnh phổi kẽ liên quan đến các bệnh mô liên kết. Thì lý lịch của thầy Giáp thì cô Hạnh đã trình bày lúc đầu rồi, cho nên chúng tôi không nhắc lại. Tiếp theo chúng tôi chỉ xin nói một vài câu là sau bài của thầy Giáp thì do thầy Giáp có bệnh bệnh cho nên là chúng ta sẽ đặt các câu hỏi cho thầy ngay, và sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục bài của tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thủy, và cuối cùng là chúng ta sẽ thảo luận một buổi cuối cùng. Vậy thì các hội thảo viên lưu ý là theo dõi một cách rất là trong chúng cái bài của thầy Giáp và sẽ đặt câu hỏi ngay. Vâng, xin trân trọng kính mời thầy. Em kính thưa cô Lan, kính thưa cô Hạnh, chủ tọa đoàn của hội nghị, kính thưa các quý thầy cô và các quý vị đồng nghiệp. Trước tiên thì em rất là cảm ơn các thầy cô đã dành những cái lời giới thiệu hết sức là tốt đẹp và cho cá nhân em. Điều đó làm cho em hơi bị áp lực một chút về cái nội dung cái bài trình bày. Thì kính thưa các thầy cô, thì ban nãy thì cô Phương với cả cô Trang đã chia sẻ những cái nội dung rất là cập nhật, chi tiết và cụ thể rồi. Nhưng cá nhân em thì em thấy rằng là làm thế nào để mình có thể nó đơn giản hơn được không? Nó đơn giản hơn được không? Tại vì nếu mà cứ thấy nó quá phức tạp thì anh em đồng nghiệp, cao sĩ thấy rất nản, không biết bắt đầu từ đâu. Và mình không biết là mình có gọi là húc đầu vào một cái tảng đá rất lớn không? Mà chỉ thấy là khó khăn, chỉ thấy phức tạp. Em thì em nghĩ rằng là đối với các bác sĩ, các thầy thuốc chuyên khoa thì ta cũng đã có chuyên khoa rất sâu về lĩnh vực đó, và mỗi một chuyên khoa đều có thế mạnh nhất định. Thế tuy nhiên là nếu như chúng ta mà cứ làm các cái việc mà nó quá phức tạp thì sợ rằng là các đồng nghiệp ở các nơi là sẽ rất là nản, và nếu mà rất nhiều người nản như thế thì cái việc này sẽ rất là khó khăn. Do vậy mà em cũng xin chia sẻ những cái nội dung hết sức là ngắn gọn thôi. Đây là cái trường hợp mà bệnh nhân nam 52 tuổi. Như này thì nhập viện tại trung tâm hô hấp năm 2020. Chúng ta biết rằng là một cái trường hợp mà có cái biểu hiện tại khớp. Thế sau đó thì cũng đã đi khám tại địa phương, rồi xuất hiện sốt, rồi đau cơ, rồi bắt đầu khó thở. Và đến khám tại một bệnh viện khác được chẩn đoán là một cái tổn thương viêm phổi, tràn dịch màng phổi. Bệnh nhân này đã được nội soi phế quản ở cái bệnh viện đó, không phải bệnh Mai, thì thấy là phế quản thông thoáng, rồi làm các cái xét nghiệm tìm lao, rồi vi khuẩn, rồi NTM, rồi PCP, rồi rất nhiều thứ khác thì không thể được viện. Và thời điểm đó thì lượng CK cũng là cao và đã được điều trị bằng corticoid từng tuần thân, rồi kháng sinh cho tình trạng nhân đỡ và ra viện. Thì đây là cái phim của bệnh nhân khi mà chúng em hồi cứu lại, thì tại thời điểm là 2020 cho 2019, tất cả đã một năm rồi. Thì đã hồi cứu lại cái phim thời điểm đó, ta thấy là có rất nhiều các cái tổn thương ở cả hai bên. Trên X-quang đã phát hiện rồi. Trên các lớp vi tính thì nó lại càng tồi tệ hơn rất là nhiều, với rất nhiều các cái tổn thương cả hai bên, tổn thương lan tỏa. Và cái đặc điểm tổn thương thì các thầy cô cũng hình dung là nó rất nhiều những cái dạng, ví dụ như là kính mờ, ví dụ như các cái tổn thương dạng chấm nốt, ví dụ như các cái tổn thương dạng lưới. Thế và với rất nhiều những cái tổn thương như thế này, nó làm cho tình trạng của bệnh nhân rất là nặng. Và cái đợt được điều trị đầu tiên thì bệnh nhân vẫn được vượt qua được, bệnh nhân vẫn vượt qua được. Thế nhưng sau đó thì cái chế độ theo dõi và cái phác đồ điều trị cũng như là cái tình trạng của bệnh nhân, chúng ta thấy là tiến triển là xấu đi. Và rất băn khoăn là vậy thì trên thành lâm sàng với một cái trường hợp của bệnh nhân cụ thể, bệnh nhân bị viêm da cơ, viêm đa cơ kèm theo tổn thương phổi kẽ như thế, thì phác đồ điều trị như thế nào, rồi cái vấn đề mình sàng lọc, mình tầm soát ra làm sao, và cái những cái mà ví dụ mình theo dõi như thế nào để có thể phát hiện sớm được. Thì để các thầy cô có thể dễ hình dung thì một số thuật ngữ mà chúng ta có thể dùng đó là ILD, sau khi mà hội đồng đồng thuận của các chuyên gia thì kết luận đó là thôi ta dịch là bệnh phổi kẽ, không phải viêm phổi kẽ, không phải bệnh phổi mô kẽ. Chúng ta dùng ILD là bệnh phổi kẽ. CTD ILD thì cũng có nhiều thuật ngữ dịch lắm, cá nhân em thì dùng là bệnh phổi kẽ bệnh nhân bệnh lý mô liên kết. IPF là xương phổi vô căn. SSC ILD là xương cứng bì hệ thống và bệnh phổi mô kẽ. PF ILD cái này là cũ, cái này đó là gì ạ,
là bệnh phổi mô kẽ tiến triển sơ hóa. Thế còn mới nhất đồng thuận quốc tế 2022 thì dùng thuật ngữ là PPF, tức là Progressive Pulmonary Fibrosis, thì đây được dịch là sơ hóa phổi tiến triển. Các tổn thương trên các lớp vi tính hoặc giải phóng bệnh thì một số các tổn thương mà hay gặp là EYP, viêm phổi kẽ thông thường, hoặc NSIP là viêm phổi kẽ không đặc hiệu. Thì đấy là một số thuật ngữ. Vậy thì quay trở lại các cái nhóm bệnh lý mô liên kết thì và kết hợp với tổn thương phổi kẽ thì có thường gặp hay không? Trước tiên thì chúng ta thấy rằng là kể cả đây thì các thầy cô bên cơ xương khớp thì rất nhiều kinh nghiệm, bên hô hấp em thì cũng xin nhắc lại các đồng nghiệp là nhóm bệnh này thì chúng ta thấy nó có 6 cái bệnh. Một là xương cứng bì, chúng ta biết rồi. Thứ hai là viêm khớp dạng thấp. Thứ ba là viêm da cơ, viêm đa cơ. Thứ tư là bệnh lý mô liên kết hỗn hợp. Thứ năm nữa là gọi là lupus ban đầu hệ thống. Và thứ sáu là Sjögren. Vậy thì chúng ta nhớ là gì ạ? Đối với những trường hợp mà các cái bệnh nhân mà có những cái bệnh như thế này thì cần phải tầm soát bệnh phổi mô kẽ. Và lý do tại sao chúng ta thấy là cái tần suất thì gặp rất là phổ biến. Hôm nay ví dụ như là đối với viêm da cơ, viêm đa cơ 40%. 40% là con số rất lớn, gần một nửa. Tức là gần như là hai bệnh nhân thì có một bệnh nhân viêm da cơ, viêm đa cơ là có tổn thương phổi kẽ. Sjögren tương tự như vậy, 40%. SC thì còn gặp tỷ lệ cao hơn. Ở đây tức là đối với lâm sàng của FC thì phát hiện được khoảng 3-4%. Nhưng với mà gọi là chụp các lớp vi tính, tức là làm các thăm dò cận lâm sàng, thì cái tỷ lệ có tổn thương phổi kẽ 80% rất là cao, đúng không? Tức là gì ạ? Có 10 người, 10 bệnh nhân SC thì sẽ có 8 bệnh nhân chụp các lớp vi tính là có tổn thương phổi kẽ. Đấy là cái tỷ lệ rất là cao. Do vậy mà rất mong các thầy cô, các đồng nghiệp của chúng ta biết để chúng ta tầm soát. Đối với khớp dạng thấp thì lâm sàng thì khoảng 10%, nhưng mà nếu chúng ta chụp các lớp thì khoảng 3%, tức là 1/3 cái trường hợp là sẽ có tổn thương phổi kẽ kèm theo. SLE thì khoảng độ 8-12%, đây là tần suất của ILD. Thứ hai nữa là đối với bệnh nhân các cái bệnh lý mô liên kết nói chung thì có rất nhiều các yếu tố nguy cơ nó sẽ tiến triển thành phát triển thành các tổn thương phổi kẽ. Đặc biệt ví dụ như là ở nữ thì người ta thấy là sẽ nhiều hơn ở nam trong cái bệnh lý về xương cứng bì hệ thống, và các yếu tố nguy cơ ví dụ ở bệnh nhân viêm khớp dạng thấp chẳng hạn, nó sẽ tiến triển ILD nếu như mà ví dụ tuổi cao, hút thuốc lá, rồi giới tính nam giới, rồi cái ARF dương tính và một số yếu tố khác vân vân, hoặc là bệnh rất là nặng. Thế thì đấy là những cái yếu tố mà chúng ta thấy trong điều kiện chúng ta không sàng lọc được thì ta phải sàng lọc về mặt lâm sàng trước. Nhưng cá nhân em nghĩ thì là một cái phim các lớp vi tính bây giờ nó chỉ 750.000 thì nó không nhiều tiền lắm, và bệnh nhân cũng không gì ạ, bệnh nhân cũng không bị ăn tiên nhiều lắm so với cái việc mà người ta bị bỏ sót cái chẩn đoán hoặc là chẩn đoán dưới mức. Thế và những cái yếu tố tiên lượng thì các thầy cô và giáo viên phía trước đã trình bày rồi, em xin không nhắc lại nữa. Khi mà bệnh lý mô liên kết rồi mà lại kèm theo tổn thương phổi kẽ thì tiên lượng nó sẽ xấu hơn rất là nhiều. Ví dụ như tỷ lệ tử vong ở những viêm khớp dạng thấp mà có tổn thương phổi kẽ nó có thể gấp 3 lần so với nhóm mà không có tổn thương phổi kẽ. Do vậy cái việc sàng lọc là rất là cần thiết, và cái thời gian sống thêm trung bình của cái nhóm mà có viêm khớp dạng thấp và tổn thương phổi kẽ chưa được 3 năm, thời gian sống thêm trung bình đó rất là ngắn. Rồi là gì ạ? Các cái tử vong chung ở nhóm này khoảng 10-20%, rồi trong quá trình đó thì tiến triển sơ hóa thì vân vân, rất nhiều yếu tố khác nhau. Một cái điểm nữa thì chúng ta cần phải sàng lọc, đây là một cái gọi là con đường của một bệnh nhân được chẩn đoán là bệnh phổi vô kẽ từ lúc mà phát hiện cho đến khi tử vong. Chúng ta thấy bệnh nhân bị bỏ sót rất nhiều cơ hội nha. Tính chung đối với nhóm CTD-ILD, chúng ta có viêm khớp dạng thấp, chúng ta có SC-ILD, chúng ta có các bệnh khác ba cái trên, chúng ta thấy rằng là từ khi bắt đầu bệnh nhân có triệu chứng ILD đến khi được chẩn đoán mất khoảng 1 năm trở, nó ta bỏ một cái cơ hội như thế, và trong quá trình đó thì bệnh vẫn tiếp tục tiến triển. Từ khi được chẩn đoán rồi cho đến khi mà nó tiến triển sơ hóa, tức là cái kiểu mình là PF-ILD hoặc là PPF, chúng ta thấy rằng là gì, nó khoảng mất khoảng 1 năm nữa đó. Trong khoảng 1 năm đấy ta lại bỏ sót cái cơ hội
là ta đã bị gọi là điện tước đi cơ hội có thể được chẩn đoán và điều trị sớm. Rồi cái IOD này có tiến triển từ lúc mà điện phát triển này đến khi được chẩn đoán lại mất 1 năm nữa, chúng ta mất 3 năm rồi, và đến khi mà bệnh nhân tử vong và cuối cùng chúng ta sẽ thấy rằng là điện cái thời gian sống thêm của bệnh nhân nói chung là bị giảm rất là nhiều. Và nếu chúng ta phát hiện sớm từ lúc đầu bệnh nhân có ILD, chúng ta đưa vào quản lý theo dõi điều trị đúng không, phát hiện được sớm, phát hiện đến khi mà có cái kiểu hình tiến triển sơ hóa thì ta điện cho điều trị chống sơ luôn, và điện chúng ta sẽ làm chậm cái diễn biến, làm điện chống lại quá trình sơ hóa tiếp tục, và bệnh nhân có được cái thời gian sống thêm cũng như là chất lượng cuộc sống liên quan đến sức khỏe là tốt hơn. Do đó mà chúng ta thấy rằng là em cũng nghĩ là cái điểm đầu tiên tức là cái việc sàng lọc theo dõi những đối tượng bệnh nhân bệnh lý mô liên kết nói chung đóng vai trò rất rất là quan trọng. Mong các thầy cô, các chuyên khoa nội nói chung, các thầy cô chuyên khoa cơ xương khớp và các thầy cô chuyên khoa hô hấp lưu ý cái việc đó. Xin chuyển sang thứ hai, vậy thì các khuyến cáo quốc tế về vấn đề tầm soát và theo dõi CTD IOD như thế nào? Có mấy câu hỏi. Thứ nhất, chúng ta sàng lọc cái gì? Thứ hai là bao nhiêu lâu ta sàng lọc 1 lần? Và khi phát hiện rồi ta làm thế nào? Thì đó là cái khuyến cáo. Thì đây là cái khuyến cáo của đồng thận các chuyên gia châu Âu. Thì về cái lĩnh vực này, ta thấy đối với SSC-IOD thì tất cả những bệnh nhân này tại thời điểm khám ban đầu baseline ấy, là bệnh nhân phải được khám lâm sàng một cách kỹ lưỡng, cụ thể, chi tiết. Đó. Về gì ạ? Về cái triệu chứng hô hấp của bệnh nhân. Và thứ hai nữa là phải phải khám phổi. Em thì em cũng nghĩ là các thầy cô cơ xương khớp và các thầy cô chuyên khoa nội nói chung đôi khi là không nghe phổi. Cái đó là cái mà mình cũng cũng hết sức lưu ý. Vì mà không có ống nghe và phần lớn là em nhìn thấy không có ống nghe nữa thì mình làm sao mình nghe phổi được, và nghe phổi có cái tiếng ran mà ran nổ là nó rất đặc hiệu cho những trường hợp như thế này. Nó rất đặc hiệu cho những trường hợp như thế này, đạt được độ nhạy và độ đặc hiệu trong cái việc mà phát hiện sớm các tổn thương bệnh lý phổi kẽ. Do đó mà em rất mong là cô Lam, cô Thủy, các thầy cô chuyên ngành cơ xương khớp để khuyến cáo các đồng nghiệp, đó là tất cả những trường hợp bệnh nhân mà bệnh lý mô liên kết này và có các dấu hiệu triệu chứng hô hấp hay là không có dấu hiệu triệu chứng hô hấp thì cũng cần phải nghe phổi để chúng ta sẽ phát hiện được sớm. Do vậy mà điều đầu tiên là ta phải khám lâm sàng kỹ, ta phải gì ạ, ta phải hỏi họ triệu chứng hô hấp. Vì sao? Vì đến khám khi ở nhà người ta có ho nhưng mà đi hôm khi khám người ta hết ho rồi, thế do vậy là gì, mà chúng ta phải hỏi là bác có bất kỳ cái triệu chứng ho, triệu chứng khạc đờm, triệu chứng khó thở nào không, thì người ta sẽ nói cho các thầy cô biết. Sau khi làm được 2 cái việc rất quan trọng rồi thì các thầy cô làm thêm cái việc nữa, đó là gì, chúng ta cho đo chức năng hô hấp. Đo chức năng hô hấp, thực ra thì châu Âu và Mỹ và New Zealand thì đều khuyến cáo là làm cả cái DLCO nữa, nhưng nếu các thầy cô mà không có cái đó thì chúng ta chỉ làm cái hô hấp ký đơn thuần cũng rất là tốt đúng không. Đo hô hấp ký đã đủ chưa, chưa đủ kính thưa các thầy cô, người ta khuyến cáo là chúng ta phải chụp SRCT luôn cho bệnh nhân tại thời điểm baseline, và tùy theo cái mức độ tổn thương đó thì các thầy cô sẽ quyết định xem là chúng ta sẽ làm gì tiếp theo. Đó là gì ạ? Đó là phát hiện luôn được cái IOD ở trên cái phim SRCT, vì trong tất cả các biện pháp để mà chẩn đoán ấy thì SRCT là cái gọi là cái biện pháp quan trọng nhất, để mà phát hiện được các cái sớm các cái tổn thương phổi kẽ. Nhưng mà khi chụp thì cũng mong các thầy cô hết sức lưu ý là chúng ta phải cho chụp đúng kỹ thuật là chụp SRCT, tức là chụp lớp mỏng độ phân giải cao. Lớp mỏng thì tốt nhất là 1 mm, nhưng mà chúng em cũng đã thảo luận với rất nhiều các chuyên gia về chẩn đoán hình ảnh rồi, họ bảo là bây giờ là điện để tiết kiệm, tôi sẽ chụp lớp dày xong tôi tái tạo lại lớp mỏng, tôi tiết kiệm được lớp cắt để tôi nói chung là rất nhiều thứ khác, nhưng tốt nhất là chúng ta sẽ chụp diện lớp mỏng 1 mm độ phân giải cao, thì các thầy cô cho chỉ định đúng chuẩn như vậy và chúng ta sẽ có cái hình ảnh rất tốt để chúng ta phân tích. Chứ còn các thầy cô cho mà chỉ ghi mà chụp các lớp vi tính là hỏng rồi,
là chúng em khốn khổ luôn, chúng em lại phải cho là chỉ định lại. Nếu bệnh nhân mình cự nữ nói là em vừa chụp xong rồi giao bác sĩ này, đấy, bắt em chụp lại, bác cố gắng đọc cái phim kia, và với tổn thương vùi kẽ mà chụp lớp dày thì chịu chết, không thể nào xác định được cái tổn thương và phân loại được loại gì. Do vậy mà chỗ này thì mong các thầy cô là chụp đúng kỹ thuật của chúng em. Khi mà mình bị chẩn đoán rồi thì bắt đầu là gì ạ? Tùy theo mức độ lâm sàng, tùy theo mức độ tổn thương trên SRCT, tùy theo chức năng phổi, chúng ta thiết lập cái chẩn đoán rồi hội đồng hội chẩn đa chuyên gia, chúng ta quyết định phác đồ điều trị. Đến phần điều trị thì cô Thủy sẽ trình bày, em xin không đề cập kỹ hơn nữa. Thế còn nếu như mà cái sàng lọc cái baseline mà bệnh nhân chả có cái gì cả, thế là đã yên tâm tuyệt đối chưa? Thưa các thầy cô là chưa yên tâm tuyệt đối, vẫn tiếp tục theo dõi, vẫn tiếp tục theo dõi, và cái tần suất gọi là sàng lọc trên SRCT này cũng như là hô hấp ký này và khám lâm sàng chúng ta vẫn làm một cách thường quy. Vấn đề là bao nhiêu lâu thì ta chụp lại một lần? 1 tháng một lần, 3 tháng một lần, 6 tháng một lần, 1 năm một lần, đúng không? Vì nó liên quan đến tiền bạc, liên quan đến chuyện mà phơi nhiễm với TX, đúng không? Liên quan đến bảo hiểm y tế, người ta cứ cái chuyện nó lạm dụng chỉ định. Vậy thì mức bao nhiêu là phù hợp? Thì kính thưa các thầy cô là gì ạ? Cho đến nay chưa có một cái hướng dẫn cụ thể nào, nhưng chút nữa em sẽ nói là bao nhiêu là phù hợp đến cái phần sau. Thế đây là cái hướng dẫn của Hiệp hội Lồng ngực New Zealand và Australia. Thì đối với các bệnh lý CTD-ILD thì chúng ta lưu ý là gì ạ? Phải khám lâm sàng, đánh giá cụ thể. Về cơ xương khớp thì các thầy cô chuyên gia rồi, em xin không đề cập. Tuy nhiên là gì ạ? Đối với lĩnh vực về hô hấp và chẩn đoán hình ảnh thì các thầy cô cho chụp phim SRCT, chụp đúng kỹ thuật. Nếu các thầy cô mà không ghi được lớp mỏng độ phân giải cao, các thầy cô ghi là chụp SRCT thì tất cả các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh đều biết hết. Thôi, nếu để cho nó ngắn gọn thì cô cứ biết HRCT là được. Rồi chúng ta làm cái PFT, tức là chức năng hô hấp cho bệnh nhân. Rồi chúng ta làm cái test đi bộ 6 phút. Rồi chúng ta đo cái ECG. Thế thì đối với cái test đi bộ gắng sức 6 phút ấy, tại sao ta phải làm? Ở đây thì có các cụ bác sĩ đồng chú rất hay quên. Cũng rất hay quên được cái chuyện là không làm cái test gắng sức. Tại vì đối với bệnh lý phổi kẽ, thậm chí sơ phổi, bệnh nhân mà nằm trên giường đo SpO2 còn tốt hơn cả em, vẫn 95%, 96%, 97% khi nghỉ người ta không bị gắng sức và SpO2 người ta vẫn rất tốt. Và nếu như bởi vì là gì, khi bảo các cụ bác sĩ nội chú bảo là em cho làm cái test bộ 6 phút và không thể ơi, bệnh nhân này em đo SpO2 96%, tốt hơn cả em, không cần phải làm ngoài như vậy. Nhưng mà cái phổi của cái người mà tổn thương phổi kẽ, sơ phổi là diện là cái thể tích phổi nó rất giảm. Do đó mà khi bệnh nhân gắng sức, cái này nó bộc lộ ra ngay, nó bộc lộ ra rất rõ rệt. Đó là diện bệnh nhân chỉ đi vài bước là khó thở, bệnh nhân chỉ đi vài bước là SpO2 cũng tụt giảm, tụt rất nhanh, tụt rất nhiều, và cái quãng đường nó bị sụt giảm rất nhiều. Đó. Và thậm chí các thầy cô biết là gì ạ? Một số trường hợp ấy, người ta không làm được test bộ 6 phút ấy, thì người ta còn làm cái là test 1 phút đứng ngồi tại chỗ. Tức là bệnh nhân nặng ở bệnh nhân yếu quá chẳng hạn, không làm được thì ta có thể làm như vậy. Nói tóm lại là gì ạ? Khi gắng sức thì cái mức độ bộc lộ sụt giảm oxy của bệnh nhân là rất rõ ràng. Chứ còn để mà khi nghỉ, còn nếu các thầy cô thôi, bệnh nhân này có vẻ ổn lắm, em chỉ gọi là gì thấy khi nghỉ ổn, không cần phải làm. Thế thì chúng ta sẽ biết rằng là làm sao phát hiện sớm được. Lúc bệnh nhân có nhiều triệu chứng rồi thì lúc đấy là diện là giai đoạn muộn mất nhỉ. Do đó mà các thầy cô lưu ý là chúng ta sẽ làm rất cụ thể, kỹ lưỡng, chi tiết. Ở đây thì chúng ta thấy là diện thêm cái test đi bộ 6 phút. Ngoài cái khuyến cáo đồng thuận của các chuyên gia châu Âu ra thì Hiệp hội Lồng ngực New Zealand và Australia có hướng dẫn chúng ta làm thêm cái PMT, tức là làm thêm cái test bộ 6 phút. Cái này thì tại trung tâm hôm ngày mai chúng em làm thường quy, vậy các thầy cô gửi đến để chúng em sẽ làm. Và sau đó chúng ta sẽ
hỗ trợ hội đồng đa chuyên khoa, hỗ trợ hội đồng đa chuyên khoa và quyết định phác đồ chẩn đoán. Nếu như đã thiết lập chẩn đoán, còn lại thì hội đồng nói là gì? Là nên sinh thiết phổi mở, nên nội soi phế quản, ta sẽ làm tiếp rửa phế quản thế nào, vân vân. Đây là khuyến cáo của Mỹ cho hội chứng Sjögren. Cái này thì em thấy rất là hay. Ở đây thì chúng ta thấy là gì? Với những bệnh nhân không có triệu chứng hô hấp, không hề có triệu chứng hô hấp, thì gì ạ? Tại thời điểm baseline, các thầy cô là vẫn phải chụp X quang phổi, đúng không? Rồi khám lâm sàng mỗi một lần bệnh nhân đến khám lại. Do vậy mà em rất mong là phòng khám cơ xương khớp và các thầy cô là cần phải nghe phổi cho bệnh nhân. Còn em khi em đi hội chẩn là đôi khi là thấy các bác sĩ cơ xương khớp bây giờ là ít, rất ít dùng ống nghe. Tiếp theo nữa là gì? Là đo cái EFT, đo chức năng hô hấp cho bệnh nhân, kể cả bệnh nhân không có triệu chứng hô hấp. Thế còn khi mà chúng ta thấy là bất cứ bất thường gì ở chỗ này, ở trong ba cái thăm dò ban đầu này, thì hiện chúng ta cho chụp SRCT, cho chụp SRCT. Nhưng cá nhân em cho rằng là đối với cái baseline ấy, chúng ta nên chụp SRCT cho họ cái lần đầu tiên để chúng ta mới có thể đánh giá được. Bởi vì X quang đơn thuần thôi là rất rất khó, không muốn nói là không thể phát hiện được các tổn thương của kẽ giai đoạn sớm. Mong các thầy cô lưu ý giúp em cho em ạ. Thế còn nếu bệnh nhân mà có triệu chứng hô hấp, chỗ này thì đồng ý là chúng ta phải làm tất nhanh, phải làm hết bên này và thêm cái SRCT nữa. Và cái việc mà test sinh 6 phút, cá nhân em thì nếu bệnh nhân mà không chụp SRCT thì chúng ta cho là test sinh 6 phút ở cái thời điểm mà bệnh nhân có triệu chứng hô hấp hay không có triệu chứng hô hấp đều rất là tốt. Và nếu như mà bệnh nhân đánh giá tiếp theo thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Chức năng hô hấp này, rồi SpO2 này, rồi SRCT này, hội chẩn hội chẩn đồng đa chuyên khoa này, rồi PFT. Chúng ta lưu ý cái tần suất ở đây, chúng ta thấy là gì? Mỗi 3-6 tháng chúng ta phải làm một lần đối với cái chức năng hô hấp. Thế còn là gì ạ? Đặc biệt là những cái gì ạ? Giai đoạn đầu tiên, trong vòng 1-2 năm đầu tiên ta cần phải theo dõi sát hơn. Còn lại khi họ ổn định rồi thì ta có thể ta giảm thời gian ra một chút. Chúng ta làm ECG nếu như chúng ta nghi ngờ là bệnh nhân có tăng áp động mạch phổi. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là các cái bằng chứng khuyến cáo nếu như bệnh nhân mà có cái gọi là tổn thương trên tim với SRCT, chúng ta thấy rằng là khuyến cáo là bốn với bệnh nhân mà có hội chứng Sjögren mà nghi ngờ có ILD thì cái việc chụp SRCT ở đây là đóng vai trò rất quan trọng và mức độ bằng chứng cao như là khuyến cáo mức độ mạnh. Nói tóm lại là bệnh nhân Sjögren là chúng ta cần phải cho chụp SRCT. Với bệnh nhân Sjögren mà nghi ngờ có ILD thì cái việc mà chúng ta gọi là đo hô hấp khí SpO2 là diện là một trong những phần rất quan trọng để chúng ta đánh giá. Ở đây thì nên làm cả cái test số 6 phút, mức độ bằng chứng cao và cái khuyến cáo mạnh. Tại thời điểm ban đầu thì cái PFT cần phải làm đối với bệnh nhân Sjögren và gì ạ? Theo dõi mỗi 3-6 tháng, đặc biệt là trong cái năm đầu tiên, những năm đầu tiên thì đây mức độ bằng chứng là thấp thôi nhưng khuyến cáo và khuyến cáo mạnh. Mức độ bằng chứng thì chúng ta thấy rằng là người ta sẽ dựa vào cái gì? Nếu mà mức độ bằng chứng mạnh là các nghiên cứu RCT, mức độ bằng chứng yếu hơn nó có thể là observational study hoặc là các cái nghiên cứu case series vân vân. Do vậy mà chúng ta thấy rằng là tại thời điểm này thì cái PFT chúng ta thấy là gì ạ? Cần làm cho bệnh nhân tại cái thời điểm baseline ban đầu và cứ 3 tháng hoặc 6 tháng sau ta phải làm lại cho bệnh nhân, ít nhất là trong năm đầu tiên. Đối với bệnh nhân Sjögren mà chưa rõ chẩn đoán thì trong đây thì hội đồng khuyến cáo tức là gì? Là cái việc mà sinh thiết phổi mở thì không được khuyến cáo một cách thường quy. Nói tóm lại là gì nhỉ? Là cái việc mà chỉ định sinh thiết phổi mở cho bệnh nhân Sjögren nghi ngờ có tổn thương ILD ấy, thì không được khuyến cáo thực hiện một cách thường quy. Tuy nhiên là gì? Tùy theo ý kiến của hội đồng có thể quyết định
Ở đây thì mức độ mở trên thở phổi trung bình nó mạnh là không nên sinh thiết phổi mở một cách thường quy cho tất cả các trường hợp hội chứng Sjögren. Đối với những bệnh nhân mà Sjögren nghi ngờ ILD đấy mà không có triệu chứng bệnh hô hấp ấy, thì cái việc mà chúng ta thấy rằng là gì ạ, là suy giảm về chức năng hô hấp này hoặc là tổn thương trên tim SACD đấy, bằng cái việc theo dõi mỗi 3-6 tháng thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể quyết định phác đồ theo dõi điều trị tiếp cho bệnh nhân. Ở đây thì chúng ta khuyến cáo là gì ạ, là mức độ bằng chứng trung bình và khuyến cáo mạnh. Nếu như chúng ta thấy có bằng chứng đó là cái chức năng phổi tiếp tục đau xuống, tiếp tục đau xuống là chúng ta cần phải làm. Vậy thì đối với Sjögren thì về phương pháp điều trị thì chúng ta cô chỉ sẽ trình bày, nhưng mà đây là những cái biện pháp thường không dùng thuốc thì chúng ta lưu ý cái gì. Cái điểm đầu tiên đó là gì, đó là đối với bệnh nhân, tất cả bệnh nhân Sjögren thì các thầy cô hãy cho tiêm vaccine phòng cúm và phế cầu. Cái điều này rất quan trọng. Và ở đây thì chúng ta thấy rằng là gì, khuyến cáo của Mỹ là mức độ bằng chứng là ca và cái khuyến cáo mức độ mạnh, đúng không? Do vậy mà rất mong cô Lan, cô Thủy, các thầy cô là nhắc các bác sĩ chuyên gia về khớp ấy, là đối với tất cả bệnh nhân Sjögren ấy là chúng ta cho tiêm vaccine cúm phế cầu là tốt lắm nha. Năm nay thì em tiêm rồi, các thầy cô không biết là tiêm chưa nhưng rất là tốt đó. Em không quảng cáo cho hãng nào nhưng mà cái việc tiêm là rất tốt, không những cho bệnh nhân mà cho bản thân mình. Thứ hai nữa là bệnh nhân và gia đình bệnh nhân, người thân ấy phải được tư vấn giáo dục sức khỏe về triệu chứng, các dấu hiệu của tràn khí màng phổi và các cái biện pháp để mà hỗ trợ về y tế để mức độ bằng chứng trung bình và khuyến cáo mạnh. Đối với bệnh nhân Sjögren mà có triệu chứng của ILD, có suy giảm chức năng phổi thì cái việc mà phục hồi chức năng hô hấp đóng vai trò rất quan trọng, đúng không? Chúng ta phải hướng dẫn họ các bài tập thở, tập ho, rồi các cái biện pháp thở hoành, thở bụng, rồi thở trúng môi, ho hiệu quả, vân vân. Nếu như mà bệnh nhân lại có tình trạng giảm oxy máu khi nghỉ thì cần chỉ định cho bệnh nhân thở oxy dài hạn tại nhà. Thì thông thường thì chúng em thấy rằng là gì ạ? Nếu như SpO2 của bệnh nhân mà dưới 90% là nó sẽ không đủ để mà nuôi các cái cơ quan, các cái mô trong cơ thể. Hoặc nếu có thể cô làm khí máu được thì rất tốt, cái PaO2 dưới 60 là sẽ không đủ là sẽ dẫn đến thiếu oxy, dẫn đến cái suy tim rồi rất là nhiều cái rối loạn khác, hoặc là bệnh nhân tự giới hạn hoạt động thể lực và nó sẽ không tốt. Do đó mà các thầy cô cho thở oxy nha. Đối với bệnh nhân mà Sjögren mà đi du lịch thì sao, thì chúng ta cần phải hướng dẫn họ là có cái bình oxy du lịch hoặc là gì, hoặc là phải liên hệ với cái điểm đến người ta có sẵn bình oxy, đúng không, để mà liên hệ với cơ quan hàng không để người ta có cái diện cái phương pháp phụ cấp cứu hỗ trợ trên máy bay khi cần. Và một số các yếu tố khác, ví dụ như là giảm oxy máu khi nghỉ và chức năng phổi mà kém ấy, mà tốc độ tiến triển nhanh ấy, thì cái việc mà chúng ta ghép phổi cũng cần phải chỉ định sớm để mà có thể can thiệp được cho bệnh nhân. Đây là cái khuyến cáo của Mỹ, của Nhật Bản cho rất nhiều những cái bệnh CTD-ILD. Đó là gì? Đối với viêm da cơ thì chúng ta cần phải thực hiện tất cả bảy các cái vấn đề sau đây đối với tất cả các bệnh nhân viêm da cơ. Đó là gì? Đó là vấn đề về triệu chứng hiện tại, đó là tổn thương trên phim SACD phổi. Thứ ba nữa là gì? Là phải hỏi cái thời điểm chụp SACD khi nào. Ví dụ như họ chụp được 1 năm rồi thì chúng ta cần phải chụp lại. Tại sao 1 năm phải chụp lại? Thì kính thưa các thầy cô là gì? Nếu như trước đây em cũng tham gia hội đồng chuyên gia, họ hội đồng chuyên gia thì rất nhiều ý kiến bảo là 1 năm thì rồi. Thì 3 năm chụp 1 lần hoặc là chỉ chụp khi nào có triệu chứng thôi. Thế nhưng mà gì ạ? Mà cái đồng thuận quốc tế mới nhất 2022 chúng ta nhớ là gì ạ? Trong vòng 1 năm mà SACT nó thay đổi thì là gì ạ? Là chuyển sang cái kiểu hình mà TPS, tức là sơ hóa phổi tiến triển, và người chúng ta phải điều trị chụp sơ sớm luôn cho bệnh nhân.
mà nếu một năm mà các thầy cô không chụp thì làm sao mà phát hiện được, đúng không? Do đó mà gì ạ, phải hỏi bệnh nhân là chụp các lớp vi tính khi nào. Do vậy ví dụ cô Lan, cô Thủy, cô Trang, các thầy cô là gì ạ, có bệnh nhân mà viêm da cơ, viêm đa cơ ổn định rồi, trước đây thì đã chụp phim các lớp vi tính rồi, phim bảo có tổn thương 1-2-4 năm, thế là cô các cô bảo, chụp rồi yên tâm rồi, nhưng mà nó trên 1 năm rồi, bây giờ phải chụp lại, đúng không? Chúng ta sẽ xem rồi xem các cái thăm dò chẩn đoán khác, rồi vấn đề về theo dõi, rồi vấn đề khởi đầu điều trị, rồi khuyến cáo điều trị như thế nào, và cái lược đồ, cái lưu đồ để tiếp tục điều trị ra sao. Với SSC cũng tương tự như vậy, tức là cả 7 cái đề mục khuyến cáo của Nhật Bản đều là, cho rằng rất là quan trọng. Đối với khớp dạng thấp thì sao? Vấn đề triệu chứng hô hấp hiện tại quan trọng, vấn đề về cái tổn thương trên SSC quan trọng, các cái thăm dò chẩn đoán khác quan trọng, và vấn đề khuyến cáo điều trị. Chúng ta biết là đối với khớp dạng thấp thì cái tỷ lệ và tổn thương có cái bệnh ILD kèm theo ấy, nó khoảng bao nhiêu? 10-30%, đúng không? Nó thấp hơn so với những trường hợp khác. Do vậy mà tại thời điểm trước mà bệnh nhân đã chụp SRCT rồi mà không có tổn thương gì, ok, các thầy cô có thể là trì hoãn cái việc chúng ta chụp lại SRCT cho bệnh nhân, đúng không? Thế còn nếu như mà các trường hợp khác chúng ta thấy rằng là gì ạ? Ví dụ như là đối với SSC, đối với viêm da cơ, viêm đa cơ là cái tỷ lệ nó gặp rất cao. SSC các thầy cô biết là nếu chụp các lớp vi tính 10 người thì 8 người bị tổn thương phổi rất cao. Trên này chúng ta thấy rằng là gì ạ? Chụp rồi nhưng mà gì ạ? Phải hỏi xem là 1 năm chưa, và nếu như đã được 1 năm rồi thì phải chụp lại lần nữa để xem nó có tiến triển nặng lên không. Tương tự như vậy đối với Sjögren, đối với bệnh mô liên kết hỗn hợp này, đối với lupus này, và đối với các cái bệnh lý mô liên kết khác, chúng ta thấy rằng là hiện Nhật Bản khuyến cáo theo dõi rất là chặt chẽ. Bây giờ em xin chuyển sang cái nội dung nữa liên quan đến cái đồng thuận quốc tế về cái thuật ngữ là PPF, tức là điện là sơ phổi, sơ hóa phổi tiến triển. Và bây giờ thì định nghĩa nó sẽ rõ ràng hơn rất nhiều. Bệnh nhân của thầy cô chỉ cần có 2 trong 3 dấu hiệu này thì được xếp vào cái gọi là kiểu hình sơ hóa phổi tiến triển. Đó là các triệu chứng hô hấp xấu đi. Thứ hai nữa là gì ạ? Chức năng hô hấp xấu đi. Thứ ba nữa là gì ạ? Xuất hiện các cái tổn thương trên các lớp vi tính mỡ, mà chỉ cần 2 trong 3 là chúng ta sẽ hiện sẽ chẩn đoán là gì, là bệnh nhân thuộc cái kiểu hình là PPF. Và cái tỷ lệ mà PPF thì cũng rất là cao trong cái nhóm CTVILD. Đây ví dụ như chúng ta thấy rằng là gì ạ? Với kiểu hình mà sơ hóa phổi tiến triển với bệnh sơ cứng bì hệ thống là cao nhất, đứng hàng thứ hai là viêm khớp dạng thấp, thứ ba là bệnh lý mô liên kết hỗn hợp, đúng không? Rồi các cái bệnh lý viêm da cơ, viêm da cơ và Sjögren. Chúng ta thấy rằng là gì, cái kiểu hình PPF này là gì, nó sẽ gặp ở những trường hợp bệnh lý mô liên kết khá là phổ biến, vì vậy mà các thầy cô hết sức lưu ý tránh bỏ sót. Bằng chứng các triệu chứng hô hấp xấu đi thì như ban nãy em nói, tức là gì, là chúng ta phải hỏi cả quá trình, chứ không hỏi là hôm nay bạn có ho không, hôm nay có sốt không, hôm nay có bác con đau ngực, con thở, khát đờm không, mà cái triệu chứng hô hấp này là phải hỏi từ những cái lần trước gần đây, hoặc là gì bác có một chứng ho rồi khát đờm rồi khó thở đau ngực gì không. Chứ còn ví dụ như người ta hỏi là tưởng là một bây giờ thôi thì bây giờ người ta có thể không sao, nhưng trước đó người ta đã có nhiều triệu chứng rồi. Nhất là các triệu chứng hô hấp xấu đi, hay là chúng ta nhớ là gì, là các cái biện pháp về gắng sức. Gắng sức thì chúng ta hỏi ví dụ như là nếu chúng ta làm test bộ 6 phút được trước thì rất tốt, nhưng nếu như mà chúng ta không làm được thì chúng ta hỏi bệnh nhân ví dụ người ta đi bộ, ví dụ như bệnh nhân nói là tôi từ trước tôi đi từ nhà ra cổng thì không phải nghỉ, nhưng bây giờ tôi đi một nửa đường là tôi không thở được, thì đấy là nó đã sụt giảm rồi. Do vậy mà cái xấu của triệu chứng hô hấp xấu đi này muốn phát hiện sớm thì phải làm test gắng sức. Gắng sức rất đơn giản, người ta làm test bộ 6 phút hoặc leo cầu thang nha, leo 1-2 tầng cầu thang mà thấy khó thở nó xuất hiện sớm hơn thì đấy là triệu chứng hô hấp nó đã xấu đi rồi và nó tiềm ẩn. Trên các thầy cô phải làm cái test gắng sức thì nó mới bộc lộ ra. Thứ hai là bằng chứng nặng lên trên chức năng hô hấp thì các thầy cô sẽ làm cái gì, làm cái hô hấp ký, rồi đi LCO
chúng em cũng làm được hết tất cả những cái xét nghiệm này. Thế còn tại các bệnh viện tỉnh hoặc các bệnh viện khác mà không có DLCO thì các thầy cô sẽ làm gì ạ? Làm hô hấp ký thôi. Thì hô hấp ký nếu giá trị tuyệt đối của nó mà là gì ạ? Nó giảm trên 5% so với cái lần khám trước cách đây trong vòng 1 năm ấy. Thì mà nó giảm như thế này là đã được chẩn đoán là xấu đi trên chức năng hô hấp rồi. Tương tự như vậy đối với DLCO thì nó giảm trên 10%, đương nhiên ta phải hiệu chỉnh với lại cái hemoglobin. Vì sao phải hiệu chỉnh? Bởi vì cái DLCO này nó sẽ phụ thuộc vào cái nồng độ hemoglobin của bệnh nhân hiện tại. Thế còn trên bằng chứng trên các hình ảnh thì thế nào? Đó là nếu bệnh nhân chỉ cần một trong 6 dấu hiệu sau đây là đã xếp là tiến triển nặng lên trên SRCT. Một là có dạng có phế quản co kéo, nó lan rộng hoặc là tăng mức độ so với khi trước. Thứ hai là hình ảnh kính mờ và dạng phế quản co kéo mới xuất hiện. Ví dụ như vùng phổi này nó chưa có nhưng mà lần này chụp lại nó có. Ok, đấy là thuộc PTS rồi. Thứ ba đó là gì ạ? Xuất hiện cái hình ảnh lưới mịn mới. Thứ tư đó là hình ảnh lưới dày và rộng hơn hoặc là lan rộng hơn so với phim cũ. Hình ảnh tổ ong mới hoặc là tăng lên, hoặc là cái tình trạng mà giảm thể tích phổi, tức là cái thể tích phổi mình nhìn chung là thấy nó nhỏ hơn so với phim trước. Thì một trong 6 cái dấu hiệu này là chúng ta sẽ xếp vào cái kiểu hình là PTS rồi, tức là đã được coi là dương tính và cùng với lâm sàng cùng với chức năng phổi, chỉ cần 2 trong 3, ok, chúng ta sẽ xếp vào PPM. Và nếu như chúng ta không chụp lại thêm SRCT tại thời điểm 1 năm thì chúng ta chịu chết không thể phát hiện thêm được, đúng không? Do vậy baseline các thầy cô chụp, và baseline mà có tổn thương thì những trường hợp CTD-IOD các thầy cô sẽ cho chụp lại sau 1 năm để chúng ta đánh giá cái thêm SRCT. Và cũng trong cái hướng dẫn đồng thuận này thì các chuyên gia cũng quảng cáo là nintedanib thì được đề xuất để điều trị cho các trường hợp mà bệnh nhân có kiểu hình là sơ hóa phổi tiến triển là PPM. Do vậy mà khi các thầy cô chẩn đoán ra được rồi thì các thầy cô trao đổi với bệnh nhân, thảo luận bệnh nhân để mà điều trị cái tình trạng sơ hóa phổi tiến triển sớm cho bệnh nhân. Chứ còn để phổi nó sơ hóa chẳng hai bên rồi thì nó không hồi phục được, và chúng ta sẽ làm mất cái chức năng phổi của bệnh nhân, và nintedanib thì được khuyến cáo điều trị ở trường hợp này. Vậy thì áp dụng trong ngành lâm sàng như thế nào? Thì thứ nhất là chúng ta cần phải phối hợp giữa các chuyên khoa, ngoài cái việc trong hội đồng hội chẩn rồi thì các thầy cô làm tốt nhất những công việc chuyên khoa của mình. Các thầy cô đã làm rất tốt rồi nhưng các thầy cô sẽ làm được tốt hơn khi chúng ta phối hợp với các chuyên khoa. Đó là về mặt lâm sàng thì tất cả các trường hợp mà bệnh nhân có bệnh lý mô liên kết, có thể vào khớp, có thể vào da liễu, có thể vào hô hấp hay vào bất cứ chuyên khoa nội nào thì cần phải đánh giá xem là bệnh nhân có tổn thương phổi kẽ hay không. Cái việc đánh giá này chúng ta làm những cái vấn đề rất đơn giản. Thứ nhất là khám lâm sàng kỹ lưỡng. Thứ hai là phải nghe phổi, và nghe phổi mà có ra nổ thì đấy là một dấu hiệu rất quan trọng. Thứ ba nữa là chúng ta đo chức năng hô hấp. Thứ tư là chúng ta sẽ làm cách di bộ 6 phút. Thứ năm nữa là chúng ta do chụp SRCT. Hết sức đơn giản, không có gì khó khăn cả. Thế và nếu như có những cái bất kỳ cứ những cái dấu hiệu gì bất thường thì các thầy cô sẽ hội đồng họp hội đồng hội chẩn đa chuyên khoa, có khớp, có hô hấp, có chẩn đoán hình ảnh, có giải phẫu bệnh, có phẫu thuật ở ngực để mà chúng ta thiết lập cái chẩn đoán. Thế và đặc biệt nếu các thầy cô không làm được hết cho tất cả các bệnh nhân thì chúng ta cũng phải làm ít nhất là những người có nguy cơ cao để mà gì ạ? Để mà có thể phát hiện được. Ở đây thì các thầy cô chuyên khoa, thầy cô đã nắm rất rõ rồi. Nhưng mà nếu như mà chúng ta không làm được hết cho tất cả các bệnh nhân CTD thì chúng ta làm cho những người mà CTD mà có nguy cơ cao, nó cũng sẽ gì ạ? Được phần nào. Và đây là cái tần suất thì xin các thầy cô lưu ý. Chúng ta thấy cần phải theo dõi bệnh nhân rất là chặt chẽ, sát sao, trong đó có cái việc khám lâm sàng, khai thác tiền sử bệnh sử và triệu chứng, nghe phổi của bệnh nhân xem ra nổi lên không, rồi đo cái PMT, rồi test đi bộ 6 phút. SRCT chúng ta cần làm tại thời điểm baseline và làm lặp lại ít nhất là
trong vòng một năm, đặc biệt là có những trường hợp là những trường hợp mà có tổn thương trên SRCT trước đó rồi, chúng ta nên làm lại. Đặc biệt là trong 2 năm đầu tiên là cần phải theo dõi sát như vậy, thậm chí có thể làm sớm hơn nếu như bệnh nhân có bất kỳ triệu chứng hô hấp nào. Chứ ví dụ như là tại thời điểm 6 tháng, một số đồng nghiệp rất may mắn bảo chưa được một năm, mặc dù là bệnh nhân khó thở, bệnh nhân thì ho nhiều đợt nhưng bảo chưa được một năm, thế là bảo đợi bao giờ cho nó một năm rực rỡ xong bắt đầu mình chụp, thì lúc đấy lại muộn quá rồi, đúng không? Thì chúng ta cho chụp SRCT cho bệnh nhân. Thì về cái việc mà tần suất thì các thầy cô lưu ý, lâm sàng thì các thầy cô mỗi một lần bệnh nhân khám, tái khám, vì em biết là các thầy cô chuyên xương khớp cũng có cái phòng khám quản lý ngoại trú kéo dài cho bệnh nhân, phát thuốc cho bệnh nhân. Do vậy mà cái việc khám lâm sàng đây thì người ta đã vẽ cái hình ảnh ống nghe, các thầy cô đừng quên là nghe phổi cho bệnh nhân. Thứ hai nữa là cái việc mà đo PFT và cái test đặc sức của bệnh nhân ấy, thì mỗi 36 tháng chúng ta làm lại một lần, vì đây thăm dò không xung lẫn rẻ tiền, không bị phơi nhiễm với tia X, cho nên chúng ta làm mỗi 36 tháng cho bệnh nhân. Thế còn nếu như mà SRCT thì chúng ta nhớ là gì ạ? Baseline chúng ta chụp, và nếu baseline mà có tổn thương rồi thì chúng ta sẽ đánh giá lại sau trong vòng một năm đầu tiên. Vì vậy mà cái việc mà sàng lọc cho những trường hợp bệnh nhân này là đóng vai trò rất quan trọng, sàng lọc để chẩn đoán sớm, để điều trị sớm, để bảo tồn được chức năng phổi cho bệnh nhân, đóng vai trò rất quan trọng. Chứ còn sàng lọc ra gọi như là chẩn đoán xong để mà cho vui thôi thì nó không mất thời gian. Đây là diện sàng lọc phát hiện sớm chức năng phổi cho bệnh nhân. Và đặc biệt là những trường hợp mà có kiểu hình là PPF thì các thầy cô hết sức lưu ý phải theo dõi rất sát sao và khởi đầu điều trị sớm ngay khi mà được chẩn đoán là PPF. Vấn đề về theo dõi cho những trường hợp này cũng đóng vai trò quan trọng, đặc biệt là những trường hợp mà bệnh nhân mà có triệu chứng chỉ điểm, có triệu chứng nghi ngờ. Em xin có ba cái điểm kết luận sau đây. Điểm kết luận thứ nhất đó là bệnh lý phổi kẽ thì khá phổ biến ở bệnh nhân cơ xương khớp, trong đó có viêm khớp dạng thấp, rồi sự bị hệ thống viêm da cơ, viêm da cơ Sjögren vân vân, tỷ lệ nó khoảng độ thiệt 40%, thậm chí đến 80% sự không bị. Vấn đề sàng lọc chẩn đoán sớm chúng ta dựa vào là ngoại trừ các cái nguyên nhân này, thứ hai nữa là nhận định các tổn thương trên SRCT rồi hội chẩn đa chuyên khoa để thiết lập chẩn đoán. Về chiến lược điều trị khi mà phát hiện kiểu hình PPF, CTDLE, chúng ta lưu ý là chúng ta cần phối hợp giữa cái phác đồ về chống viêm, giữ ức chế miễn dịch và khởi đầu những biện pháp chống sơ sớm với internalit thì sẽ giúp cho bảo tồn được chức năng phổi cũng như là cải thiện cái tiên lượng bệnh cho bệnh nhân. Em xin trân trọng cảm ơn các thầy cô và rất mong các thầy cô đặt những câu hỏi để trả lời luôn. Em xin cảm ơn. Cảm ơn thầy cô. 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 Cảm các bệnh nhân trình bày đó thì cũng được cỡ trên ít nhất là từ 40% trở lên, đặc biệt thì có SSC là tới 80% bệnh nhân là có bệnh phổi kẽ. Và cái việc mà theo dõi tiến triển của bệnh phổi kẽ hết sức là rất phải được cho quan trọng, bởi vì sao ạ? Để phát hiện sớm ít nhất IOD cũng là sơ đồ tiến triển dựa trên cái sự nặng lên của triệu chứng lâm sàng của chức năng hô hấp cũng như là hội chẩn như này. Vì vậy mà chúng ta cũng thường xuyên để theo dõi người bệnh để có cái can thiệp mà kịp thời, bởi vì là cái thời gian sống còn từ khi được chẩn đoán cho đến lúc có dấu hiệu của PFILD nó chỉ còn cô đó khoảng 3-4 năm cho đến khi tử vong. Và sau đây là có một số các cái câu hỏi dành cho phó giám sát, vì thế ra cũng lại có một cái hội nghị khác ở Hạ Long, dự cái hội nghị của Hội Y học Việt Nam. Cho nên là trên bàn thì bên ban tổ chức đã đưa ra một số câu hỏi dành cho thầy giám, xin mời thầy giám trả lời các câu hỏi. Sau đó các quý đồng nghiệp trong khán phòng có ai hỏi thêm thầy thì có thể hỏi trực tiếp thầy. Và thì tôi nghĩ là do chúng ta cũng bắt đầu muộn thì chúng tôi cũng tính là tiếp luôn, nhưng mà tôi có thể nghe lắm cũng mệt mỏi cho nên sẽ nghỉ 10 phút. Đấy.
Thì giờ xin mời thầy giáo trả lời một số câu hỏi ạ. Vâng ạ. Và các bác sĩ trong khán phòng có thể hỏi trực tiếp cho cô. Vâng, xin cảm ơn. Vâng ạ, em rất là cảm ơn các thầy cô. Cảm ơn bác sĩ đã đặt câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là với bệnh nhân mà CTD vào viện vì cái khó thở được chẩn đoán là viêm phổi kẽ cấp, có X quang trước đó thì bình thường thời gian bao lâu để nghĩ đến tổn thương này là do CTD iodine tiến triển mà không nghĩ đến do nguyên nhân khác, ví dụ như virus, vi khuẩn vân vân. Thì các thầy cô lưu ý như thế này, bệnh nhân bệnh lý mà bệnh mô liên kết có thể có những cái đợt về nhiễm trùng phổi, cái tỷ lệ cũng khá là phổ biến. Vậy thì bao nhiêu lâu cái tổn thương đó là coi những cái đợt cấp của ví dụ như nhiễm virus, vi khuẩn, viêm phổi này, mà không phải đấy là do cái đợt nhiễm trùng này, chứ không phải là do cái tổn thương phổi kẽ do bệnh mô liên kết, thì nó có cái mốc thời gian là ít nhất là 4 đến 6 tuần. Nhưng thường thì các thầy cô lưu ý nó là gì ạ? Là lâm sàng thì có thể rất tốt, triệu chứng hô hấp không còn nữa, nhưng cái tổn thương trên các lớp vi tính, tổn thương trên X quang nó sẽ biến mất muộn hơn, thường là 4 đến 6 tuần, và để cho chắc chắn thì thời điểm là 6 tuần. 6 tuần mà chụp lại nó vẫn còn tồn tại thì đó là tổn thương khác, chứ không phải là của cái nhiễm virus, là nhiễm vi khuẩn trong đợt nhiễm trùng đó trước đó. Đấy là câu hỏi thứ nhất, em xin trả lời như vậy. Câu hỏi thứ hai đó là vai trò của anh Interleukin 6 trong tầm soát và chẩn đoán ILD đang được ứng dụng như thế nào. IS thì có công bố bài báo với kết luận đó là những cái dữ liệu của chúng tôi cho rằng là giá trị của cái KL6 trong huyết thanh mà giá trị ngưỡng là trên 425 đơn vị trên lít thì có đạt được cái độ nhạy, độ đặc hiệu rất là tốt để mà phát hiện được cái ILD. Vì vậy mà KL6 thì có thể được xem như là một cái biomarker có giá trị trong chẩn đoán ILD ở các cái bệnh nhân ở châu Âu. Thế thì chúng ta thấy như thế này, thứ nhất là đây là những nghiên cứu mặc dù là chưa rõ, nhưng chúng ta thấy rằng là cái quần thể bệnh nhân đó là người châu Âu, đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là đã đưa vào khuyến cáo quốc tế, thì khi mà cập nhật thì chúng em thấy rằng là không có những cái biomarker nào giúp cho để mà có thể sàng lọc cái tổn thương phổi kẽ ở bệnh nhân CTD. Do vậy mà chúng ta sẽ thấy rằng là cho đến thời điểm này, mặc dù có cái dữ liệu nghiên cứu này nhưng chưa đủ mạnh để đưa vào khuyến cáo. Đấy là cái ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa là những cái giá trị của những cái biomarker nói chung thì đôi khi nó liên quan đến vấn đề bệnh gọi là cái bệnh chính, ví dụ như là viêm khớp dạng thấp, ví dụ như là xương cứng bì, ví dụ như là viêm da cơ mà nó không liên quan đến cái tổn thương phổi kẽ. Và cho đến thời điểm hiện tại thì khuyến cáo của Mỹ, của châu Âu, của Úc và New Zealand hoặc của Nhật Bản thì vẫn nhấn mạnh đó là chỉ với diện XRCT chúng ta mới phát hiện được tổn thương phổi kẽ ở nhóm bệnh nhân CTD nói chung và cho tất cả các trường hợp tổn thương phổi kẽ nói riêng. Và dữ liệu này thì chưa đủ bằng chứng để chúng ta đưa vào khuyến cáo được. Em xin có một số điểm trả lời như vậy, em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn phó sư Giáp. Về cái phần gọi là các cái bệnh nhân mà lần đầu tiên mới xuất hiện các cái tổn thương trên phổi rồi vào bệnh viện, coi như đó là một đợt cấp của ILD thì chúng ta rõ ràng là sẽ phải theo dõi ít nhất là trong vòng 1 đến 2 tháng để xem cái tổn thương phổi nó như thế nào. Ngay lập tức thì chúng ta cũng không thể nghĩ được đó là một cái ILD được. Cái thứ hai là cái câu hỏi thứ hai về KL6 thì chúng ta đây là một cái bài báo thì cũng có thể có những cái nghiên cứu đơn lẻ trên thế giới. Tuy nhiên là các cái hướng dẫn chẩn đoán hiện nay mà chưa được cập nhật thì chúng ta cũng là một cái nước mà cái việc mà làm các cái xét nghiệm đấy nó cũng sẽ là tăng thêm cái gánh nặng cho người bệnh nếu như giá trị chẩn đoán giá trị tiên lượng của nó chưa cao và chưa được công nhận, gọi là chưa được công bố một cách rộng rãi hay là chưa trở thành hướng dẫn cho chẩn đoán điều trị thì chúng ta cũng không thể băn khoăn gì nhiều về cái việc đó. Các bạn trong hội trường của anh có câu hỏi trong thời gian không ạ? Các bạn có câu hỏi thì đó. Vâng, mời bác sĩ Diệp. Không biết ạ, sau thì có thể có những tổn thương phổi
kẽ hoặc là có một số các cái đi năng bệnh tự nhiên nó có thể dính tính, thì với những trường hợp đó thì chưa thực sự là khó đưa ra một cái kết luận là liệu rằng cái tổn thương phổi này thực sự là liên quan đến cái CVID hay là do COVID. Thầy có kinh nghiệm thì có thể chia sẻ với em trong cái việc mà phân biệt và theo dõi cũng như là điều trị. Vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Việt có câu hỏi liên quan đến cái tổn thương phổi sau COVID, những cái tổn thương phổi kẽ. Thế thì nó có liên quan đến các bệnh lý CVID hay không? Làm thế nào để phân biệt? Thì cái cách tiếp cận rất là đơn giản thôi ạ. Em thì em nghĩ là mọi làm chúng ta làm một chuyện nó đơn giản thì nó sẽ dễ áp dụng trên ngành lâm sàng. Thứ nhất đó là đủ tiêu chuẩn chẩn đoán của CVID trước. Nhưng có đủ tiêu chuẩn của những khớp cận thấp theo ACR không? Rồi SSC có phải hay không, rồi Sjögren, thì tất cả những cái đều có tiêu chuẩn cả. Nếu như bệnh nhân mà đạt được cái tiêu chuẩn chẩn đoán của cái bệnh lý CTD trước rồi, chúng ta mới xem là cái tổn thương phổi đó là của gọi là của COVID hay là do cái CTD. Thì chúng ta sẽ xem nếu như bệnh nhân có phim các lớp vi tính trước, ok rất tốt, hoặc ít nhất có phim X quang trước rất tốt để mình so sánh. Thế còn bệnh nhân chẳng có cái gì cả, thế là rất là phù hợp với điều kiện Việt Nam, chẳng có cái gì cả, chỉ có em đấy thôi, chỉ có mỗi em đấy thôi, phim không có đó. Thế thì ta sẽ làm như thế nào? Thì thông thường tại cái thời điểm mà người ta bị COVID, người ta có thể có phim, người ta có thể phim từ cái lúc đó, thì ta xem cái mức độ về suy hấp thế nào. Nhưng thường thì các cái biến chủng của Omicron cho đến hiện tại thì cái tỷ lệ mà gặp các tổn thương phổi thì là không nhiều lắm, trường hợp nặng không nhiều lắm. Thế do vậy mà chúng ta sẽ thấy là cái tỷ lệ nó thấp hơn. Thế còn thường thì đối với tổn thương phổi kẽ ở cái sau COVID thì ta điều trị cái gì? Thì ta điều trị bằng corticoid thôi. Ta điều trị corticoid và theo dõi mà thấy nó gì ạ? Nó đáp ứng tốt, nó cải thiện tốt thì thường là chúng ta sẽ thấy là nó sẽ phục hồi khá là điện, khá là ngoạn mục so với các tổn thương khác. Thế còn lại thì nếu như các cái tổn thương phổi kẽ mà do bệnh mô liên kết thì cái khả năng mà người ta xóa hết hoàn toàn là rất rất là khó khăn. Thì đấy là một số điểm như vậy, là những cái vấn đề rất mới và chắc là còn nhiều những cái mà chúng ta chưa hiểu được về độ. Xin được chia sẻ như vậy xin hết. Thế là còn ai có câu hỏi nữa không? Nếu không có ai có câu hỏi nữa thì mời các bác sĩ nghỉ.